lá cẩm em. Sao nếp cẩm? Còn này là dứa. Lá dứa. Còn phần bên đây chị? Vàng nghệ mà nghệ bột á. Còn cái phần này, cái màu này rất là đẹp nè chị. Nếp than. Nếp than. Chị làm rất là khéo luôn anh Thành, phần xôi á. Nhìn là thấy là rất là ngon luôn. Còn công thức thì không có biết, không, tại vì ngủ xong rồi chị đi bán rồi chứ không có biết công thức. Vậy là đảm nhận là phần là bán thôi. Chị nói là chị ngủ vậy là nó có sẵn gì là chị bán luôn đó. Rồi đi bán luôn đó chứ không có mặn biết mặn mẹ gì chứ. Đây là phần xôi vị chiên. Ở chính giữa của nó là sẽ là lớp nhân đậu xanh á. Chị có tét một phần nhân đậu xanh vào chính giữa đó em. Thường một cái bánh của mình là có hai cái kẹp lại hả chị? Vậy là bao nhiêu chị? 12.000. 12.000 một cái. Giòn á. Chiên mà được chiên giòn lên luôn á. Cảm đủ màu. Wow. Đẹp. Lá dứa. Nãy mình nói màu vàng là màu nghệ hả chị? Ừ, nghệ bột. Nghệ bột. Ngon quá. Cái phần đậu xanh chị nấu cực kỳ hấp dẫn luôn. Nó mịn lắm luôn anh Thanh. Để sầu riêng cưng. Dạ để luôn nha chị. Ngon ha. Chị một phần hợp cảnh như vậy chị bán bao nhiêu chị? 10.000 em. 10.000 thôi anh Thanh. To lắm nha. Chất lượng nha. Để lên cái bàn tay luôn. Đúng rồi, rất là chất lượng luôn á. Wow. Một phần xôi bánh kẹp đặc biệt nha, hợp cẩm chỉ có 10.000 thôi anh Thanh. Mà trong đó là nó có thêm sầu riêng nữa, rồi dừa bào nữa. Đủ loại màu luôn. Đúng rồi. Có màu cẩm, màu lá dứa, màu nghệ và màu nếp than nữa chị. Phần bánh kẹp thương gạo luôn. Dừa thì rất là béo. Nhau chưa có ăn trứng bằng sầu riêng chứ. Ừ. Ăn trứng bằng sầu riêng nó còn thơm hơn nữa. Mới ăn thôi mà thấy rất là ngon rồi anh Thanh ơi. Một gói hợp cẩm như thế này 10.000 rất là chất lượng luôn. Đủ 10 gói luôn. Ăn gì chú? Vô bọc thôi. Nhìn gạo nha. Đi làm thì còn thơ anh Thanh. Đó, 10 gói. Nhìn ở ngoài là giống cơm cháy anh Thanh ha. Là sao vậy chiên mà từ cái nếp, nếp chiên ra luôn. Ở phần trong của nó sẽ là nhân đậu xanh. Dạ, dở ra em nha. Một quý như thế này chỉ có 12.000 thôi. Đây. Đó, full luôn, full miếng luôn. Đậu xanh thì rất là chất lượng luôn, nó béo mà nó mịn lắm. 12.000 một miếng thôi cả nhà. Xin chào tất cả các bạn. Chào cả nhà. Chào mừng các bạn đến với kênh Thanh Võ Vlog. Rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Xin chúc các bạn luôn có thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay mình và em Giao sẽ giới thiệu đến các bạn một món đồ ngọt. Đây gọi là món xôi. Nhìn rất là bắt mắt luôn. Nhưng mà trước tiên địa chỉ quán của mình sẽ nằm ngay tại ngã tư Lê Minh Ngương và Nguyễn Huệ. Đây là góc ngã tư của Lê Minh Ngương và Nguyễn Huệ nè các bạn. Rất là dễ tìm luôn. Giới thiệu đến các bạn, đây là chị Duyên ha. Hiện tại chị Duyên đang bán cho khách. Đó có 3.000, có 3.000. Sao rất là nhiều màu sắc luôn anh Thành. Nhìn bắt mắt lắm em Giao ha. Sao là chỉ từ 5.000, 7.000 đến 10.000 thôi. Chị nấu sao rất là khéo luôn ha. Nhìn cái hạt nó bóng lưỡng luôn nha. Một gói xôi như vậy là bao nhiêu chị Duyên? 10.000 cứ. Chắc mua 10.000 anh Thanh. Có no luôn. Dạ, một gói xôi như vậy là no luôn. Dạ. Cảm ơn chị. Xôi của mình như vậy nó là chỉ khác nhau ở phần màu thôi ha chị Duyên ha. Khác nhau màu thôi chứ nó ngọt. Cái này xôi giò nó ngọt, còn này với này lạc là xôi bánh kẹp. Dạ. Mình có chia ra bên đây gọi là xôi giò, bên đây là xôi lạc luôn nè, xôi bánh kẹp. Là xôi bánh kẹp. Bánh kẹp giòn đó anh Thanh. Đi đổ tại nhà luôn á. Bánh kẹp giòn. Ừ. Này là mình tự đổ luôn hả chị Duyên ha? Tự làm không, nhà làm không à. Từng gói xôi chị đã làm sẵn nè. Một gói nhỏ như vậy là bao nhiêu chị? Gói nhỏ 5.000 em.
5.000 một gói nhau đó. Xôi mình bốn màu là nó có màu này là kêu bằng xôi gì chị? Xôi cẩm em. Xôi nếp cẩm. Còn này là dứa. Lá dứa. Còn phần bên đây chị? Vàng nghệ mà nghệ bột á. Còn cái phần này, cái màu này rất là đẹp nè chị. Nếp than. Xôi nếp than. Chị làm rất là khéo luôn anh Thành, phần xôi á. Nhìn là thấy là rất là ngon luôn. Còn công thức thì không có biết, không tại vì ngủ xong rồi chị đi bán rồi chứ không có biết công thức. Chị là đảm nhận là phần là bán thôi. Chị nói là chị ngủ vậy là nó có sẵn gì là chị bán luôn đó. Đi bán luôn đó chứ không có mặn biết mặn mẹ gì chứ. Mà mình có gian buôn bán là bán đắt lắm chị. Thì đó. Chị tiệm mình là mở bao lâu rồi chị? Ba đời rồi cưng. Ba đời rồi ha. Ừ. Rất là lâu rồi. Là từ xưa tới giờ mình bán ngay cái góc này không á chị? Đúng rồi, đúng rồi. Mình mở từ mấy giờ đến mấy giờ chị? 12 giờ rưỡi tới 12 giờ khuya. Dạ. 12 giờ rưỡi là ra bán anh Thanh là tới 12 giờ khuya luôn. Bán tới ban đêm luôn, khuya mình luôn. Đúng rồi. Và bằng sau ăn kèm của mình là có đậu xanh nè anh Thanh. Mịn mít luôn nè em nha. Rất là mịn luôn á. Chị còn phần này là gì chị? Có xôi dị chiên đó cưng. Ngoài đó xôi dị chiên anh Thanh. À, phần xôi vị mình chiên lên. Mẻ ha. Hồi trước mình có thấy chân vàng mà trước á, để mình ra mình quay cho các bạn xem nha. Trước để trước. Có rất là nhiều bánh luôn. Đây là xôi vị chiên nè. Đây là phần xôi vị chiên. Ở chính giữa của nó là sẽ là lớp nhân đậu xanh á. Chị có tét một phần nhân đậu xanh vào chính giữa đó em. À, thường một cái bánh của mình là có hai cái kẹp lại hả chị? Vậy là cái. Bao nhiêu chị? 12.000. 12.000 một 12 cái ngàn. Giòn lắm. Chiên mà được chiên giòn lên luôn á. Còn đây là phần xôi vị nè. Xôi vị một miếng này rất là to luôn. Không biết chị bán bao nhiêu nha. Ngon ha. Chơi một miếng xôi vị này bao nhiêu chị? 5.000 miếng nhỏ, cân miếng lớn vậy 10.000. Wow, miếng lớn là 10.000. Cái này là 10.000, cái này là 5.000. Dạ. Nó có lá dứa nè. Lá dứa và lá cẩm. Lá cẩm. Ngon ha, nhìn thèm quá. Ngoài ra chị còn có rau câu nữa. Rau câu gồm có rau câu dừa nè em Giao. Rau câu lá dứa nè, còn cái thằng đen đen này cà phê nha. Bên đây có bánh gan nó cạnh Thanh, bánh gan nhé. Thằng bánh gan nè. Nè, bánh gan anh Thanh ngon lắm á. Ồ, mấy món này anh chưa ăn lần nào không có anh Giao. Hay là được hấp qua lên nó ngon lắm. Từng cái trưng bày như thế này. Rồi bánh đậu xanh kìa, chất lượng quá ha. Bánh da lợn và bánh đậu xanh luôn nè em Giao. Dưới đây là bánh bò phải không em Giao? Đúng rồi. Này bánh da lợn nè. Wow. Nhìn cái phần bánh đậu xanh kích thích nha anh Thành. Ha, ngon nha. Nhìn bắt mắt lắm anh Giao ơi. Nhìn cái quầy sau thôi rất là hấp dẫn luôn. Chị ghi cái tên đơn giản rồi, xôi nước cốt dừa. Có sầu riêng nữa nghe. Chị mới để sầu riêng lên hả ta? Tùy khách, khách thích ăn xôi sầu riêng thì chị để sầu riêng vô. À, em mới thấy mình vừa mới để sầu riêng lên hả chị? Ừ, để sầu riêng lên là khách đã thích ăn thì mình để. Có nhiều người ta không chịu ăn sầu riêng. Dạ. Cái mùi sầu riêng cũng có nó hơi đặc biệt ha. Có nhiều người thì thấy nó thơm. Đúng rồi, có nhiều người lại thấy nó hôi, nó khó chịu. Không mà nhìn phần xôi ngon hả anh Thanh? Chị nấu rất là khéo luôn, nhà chị nấu. Nhà chị nấu, chị ngủ chị bán thôi. Ngủ vậy là có đồ sẵn bán rồi. Đậu. Chị thường mình đậu, mình để đậu với đường, mình không có để dừa hết vậy? Không, xôi giò, nhiều khi có người ta áp thích ăn vậy, dạ. Mình bán vậy. Đó là dạng xôi giò ha. À, nhưng mà có nhiều người ta ăn xôi bánh kẹp không có để dừa nữa em ơi. Dạ. Tùy khách thích ăn thì mình đúng để vô. Dạ. Ủa, nhìn anh Thanh, hơi cận rồi rất là đẹp luôn á. Ừ.
thì nó đẹp mà cái hạt đó, nó bóng lưỡng lên luôn anh Giao. Mà từng hạt của anh Thanh nấu là rất là chuyên nghiệp luôn đó, mới được như vậy á. Nhất là cái màu lá dứa và cái màu lá cẩm nha anh Giao. Anh thấy màu không? Xuất sắc luôn. Đây là những cái phần sau. Ủa thường lại cũng vậy mà. Chào khách. Chị làm sẵn vậy nè, khách lại là cứ kêu là lấy thôi. Một gói nhỏ như vậy sẽ là 5.000. Cẩm đủ màu. Wow. Đẹp. Lá dứa. Nãy mình nói màu vàng là màu nghệ hả chị? Ừ, nghệ bột. Nghệ bột. Ngon quá. Cái phần đậu xanh thì nấu cực kỳ hấp dẫn luôn. Nó mịn lắm luôn anh Thanh. Để sầu riêng cưng. Dạ để luôn nha chị. Ngon ha. Vậy một phần hấp cảnh như vậy chị bán bao nhiêu chị? 10.000 em. 10.000 thôi anh Thanh. To lắm nha. Chất lượng nha. Để lên cái bàn tay luôn. Đúng rồi, rất là chất lượng luôn á. Wow. Một phần xôi bánh kẹp đặc biệt nha, hấp cẩm. Chỉ có 10.000 thôi anh Thanh. Và trong đó là nó có thêm sầu riêng nữa, rồi dừa bào nữa. Đủ loại màu luôn. Đúng rồi. Có màu cẩm, màu lá dứa, màu nghệ và màu nếp than nếp tiền. Không bánh kẹp thương gạo luôn. Dừa thì rất là béo. Nhau chưa có ăn trứng bằng sầu riêng đó. Ừ. Ăn trứng bằng sầu riêng đó còn thơm hơn nữa. Mới ăn thôi mà thấy rất là ngon rồi anh ơi. Một gói thập cẩm như thế này 10.000 rất là chất lượng luôn. Chị làm rất là nhanh tay em. Công nhường tặng gói nha cậu. Cứ mua mấy gói luôn. Lâu lâu làm chục kia chứ ha. Là chú dùng gói 10.000 không hả? Đúng. Muốn khách mới luôn rồi. Thôi đi ăn ngon thật. Ngon. Này, chị đã làm được 2, 4, 5 gói rồi. Gói gấp đôi người ta đó em. Ăn gói bánh kẹp ngon lắm ha. Thì khách có thích ăn bánh kẹp thì làm bánh kẹp. Ăn nó giòn giòn, nó thích miệng lắm. Em thấy chị làm á, không có bị sượng lại luôn em. Cứ mướt ngược, từng thâu á. Chị đứng bán chuyên nghiệp luôn rồi. Những khách ghé liên tục luôn anh Thành. Ăn gì hả bồ? Có sao nước cốt dừa có. Đợi chị xíu. Anh Giao muốn dùng thử sao nước cốt dừa không? Hay là em muốn dùng thử sao dị chiên? Thế em sẽ dùng sao dị chiên. Rất là lạ luôn. Ăn thử đi cưng, sao dị chiên đó. Dạ. Ăn khoảng miếng ăn thử hay là đợi chén cho cưng ăn dạ. Luôn. Chút dị chén cho mấy em ha. Dạ. Cậu sợ cậu đợi đâu á. Chú dễ thương quá, chú lại nhường tiếp. Cứ mỗi lần có khách vào là chú lại nhường. Khách vào chú lại nhường. Chú nhường chọc hai rồi đó. Sao chị ngon lắm luôn á. Đây là phần nước cốt dừa nè. Ngọc sợt ha. Thank you.
10 ngàn em ơi. Ăn ngon. Nãy em muốn hết. Rồi 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 rồi, nấu vậy làm liền. Thấy con này ăn rồi, thấy xem rồi. Chưa ăn mà thấy xem rồi. Được 2, 4, 6, 8, 9 gói rồi. Cái này nữa là đủ. Đủ 10 gói luôn. Ăn gì chú? Vô bọc thôi. Nhìn gạo nha. Đi làm thì cũng thôi anh Thanh. Đó, 10 gói. Rồi chị làm một phần sau nước cốt dừa cho chú. Chú đại ta sau nước cốt dừa nha chú. Để nhiều lắm anh Thanh. Để nhiều cho người ta ăn dễ một chút rồi dạ. Thiếu ăn nó không có ngon. Dạ đúng rồi. Ngập ngập ăn đã không chị? Thường nước cốt dừa cho ăn ngập 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 vô. Chị bán là Nguyễn khách ăn ngon là được rồi. Ngon mấy gì mua đi mua nữa. Làm nhanh ha. Nhanh gọn lẹ. Dạ muốn hết cái xôi kìa. Ừ. Em cho chừa bụng ăn ngon xôi dĩ nhiên nha. Quay lên giới thiệu gần xa giùm cho cháu luôn nha. Dạ. Cảm ơn con chú ơi. Ý em ăn gì xôi chiên phải không? Dạ, thì cho em một phần xôi chiên nha. Chất lượng anh ơi. Đây là phần nhân đó, nhân đậu xanh. Nhét lên. Nhập nguyên một miếng xôi luôn. Ai chỉ nói một miếng là 10 ngàn hả chị? 12 ngàn thôi. Nhìn ở ngoài là giống cơm cháy anh Thanh ha. Là xôi dĩ chiên mà từ cái nếp nếp chiên ra luôn. Ở phần trong của nó sẽ là nhân đậu xanh. Dạ, dở dàng nhau. Một miếng như thế này chỉ có 12 ngàn thôi. Đây. Đó, full luôn, full miếng luôn. Đậu xanh này rất là chất lượng luôn. Nó béo mà nó mịn lắm. 12 ngàn một miếng thôi cả nhà. Wow, rất là lạ luôn ha. Nhưng mà cái nhà nghe ăn giống giống tôm cháy vậy hả? Mà cái này là từ nếp, nếp chiên á. Lâu mình đỡ không vậy, mình có thể ăn xôi chiên này là ngon lắm. Ở đây phải nói là như là thiên đường đồ ngọt của mình vậy đó em. Đúng rồi. Tất vào đây mình ăn đồ ngọt ha. Ngon quá. Mà đặc biệt xôi chiên là không có bị dầu quá ha. Nhìn nó không có bị hỏng dầu hay là cái gì hết á. Thích lắm em dầu. Đó. Cô rang à. Ừ. Hay chỗ đó đó. Và đậu xanh thì là ngon. Cho nên là khi chết nhào á, ăn rất là ngon luôn. Nó mịn mà béo đó. Nên cả nhà có muốn dùng cái món xôi nước cốt dừa của mình nè, xôi giò nè và phần xôi bánh kẹp, thì cả nhà hãy đến góc ngã tư giữa đường Lê Minh Ngương và Nguyễn Huệ. Cả nhà nhìn từ phía góc ngã tư của mình nè, Lê Minh Ngương và Nguyễn Huệ, nhìn vào sẽ thấy xôi của chị liền, rất là dễ tìm luôn ha. Còn bây giờ mình và em Giao xin kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn cả nhà đã xem đến giờ phút này. Nếu cả nhà thấy video này hữu ích thì cho mình và em Giao và chị Duyên một lượt like, share và subscribe nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye. Bye.